thật sự là các bác nên cân nhắc khi mà đi Tam Đảo vào cái mùa này nha. Và đây là chuyến đi 2 ngày một đêm tại Tam Đảo với chi phí một triệu rưỡi một người của chúng mình đây. Vì là có ba gia đình đi với nhau cộng thêm một em bé nên là chúng mình đã quyết định thuê xe. Chi phí cho xe cộ là một triệu tám cho hai ngày nha. Ở trên Tam Đảo với cá nhân của mình thấy thì ăn không có được ngon cho lắm nên là bằng mọi giá mình đã order một cái nồi lẩu cá tầm ở bên Bách Xanh Hau. Trong tất cả các homestay mà mình đã ở trên Tam Đảo thì mình chỉ thích đồ ăn ở đây thôi. Một nồi lẩu đầy ụ như này kèm thêm cả tôm và thịt bò gọi ngoài thì là một củ chín nha các bác ơi tính ra là có ba trăm mấy một người thôi á rẻ nhỏ tiếp theo thì tụi mình sẽ di chuyển lên homestay eo gió thì cũng gần đấy 800 k trong một phòng như thế này tuy nhiên là cả cái ngày hôm nay tôi đi là mất điện nha cả nhà ơi được cái là view ở đây rất đẹp chiêu nha vì cái sự cố mất điện này nên là homestay họ cũng giảm cho tụi mình khoảng hai mươi phần trăm thế là tính ra ba phòng của tụi mình thì cũng chỉ cần phải trả một củ chín thôi nha vì là homestay mất điện nên là tụi mình sẽ quyết định là đi cà phê luôn lúc đầu thì mình định tới cái quán lưng chừng cà phê này này thấy trên tiktok rất là đẹp luôn ý nhưng mà tới đây một cái thì không thể bóng dáng một bạn nhân viên nào cả thế là tụi mình cũng chỉ chụp được vài vài cái ảnh xong rồi sang quán khác tụi mình lên thị trấn và đi cái quán chạm hoàng hôn này nha thì cũng khá là ok cả nhà ơi nước đồng giá là 60.000 và tính ra là 360k cho cả đoàn mình nha và chồng của bạn mình là đầu bếp nên là tối nay tụi mình đã chuẩn bị rất là nhiều thịt nướng thuê cái không gian nướng ở bên eo gió homestay này tổng hết 480 cành cho cái chỗ thuê và phí dịch vụ còn cái đống đồ nướng này bạn mình chuẩn bị là hết một củ rưỡi nha trông như này thôi nhưng mà nhiều lắm tụi mình phải ăn hai bữa mà hết cô. tuy là hôm nay tam đảm mất điện toàn phần nhưng mà được cái là thời tiết ủng hộ cực kỳ mát mẻ và dễ chịu luôn á các bác ơi cảm giác như là đang ở đà lạt luôn á ngoài ra thì chúng mình có thuê thêm loa kéo đi hát karaoke thì hết thêm 300 trăm cành thêm 500 trăm cành tiền men để cho mấy ông ấy quẩy tới bến thật sự là rất lâu rồi mình mới có cảm giác vui như thế này luôn ý đúng là không quan trọng mình đi đâu mà quan trọng là mình đi với ai tiếp theo sáng ngày hôm sau thì chúng tôi lại đi cà phê đi vu vơ luẩn quẩn thì chọn được cái quán này đây tiền cà phê buổi sáng này là 390 trăm nha cả nhà ơi quán này thì có view nhìn ra một cái lô đài rất là đẹp trời ơi trời mưa mưa mát mát, mát chiêu chiêu xong rồi ăn mì tôm Quá là tuyệt vời Thực ra là đi cà phê xong thì tụi tôi cũng định về Hà Nội luôn rồi Nhưng mà thấy trời quá là mưa luôn Nên là tụi tôi lại ghé vào Bách Xanh Hau để làm thêm một bữa nướng nữa Cái chỗ thịt này là thừa từ ngày hôm qua ấy Nên là ở đây thì tụi mình chỉ mất thêm 300 cành tiền dịch vụ với cả nước nôi các thứ thôi Đấy, tính ra có một củ rưỡi một đứa mà ăn uống rất là đề hề luôn Kể ra là không có tiền đi Đà Lạt thì chúng mình đi Tam Đảo cũng rất là ok mà đúng không?